Vaccine phòng chống COVID-19 này là cái vaccine khẩn cấp, cũng cấp phép trong những cái điều kiện khẩn cấp, và những cái dữ liệu về cái nghiên cứu lâm sàng đối với phụ nữ có thai thì chưa có những cái dữ liệu thật đầy đủ về những đề vấn đề phản ứng về đến ảnh hưởng tới thai nhi rồi vân vân. Thế nên là chúng ta đang đưa vào trong cái đối tượng của trì hoãn. Nhiều nước thì họ dịch họ bùng phát ghê gớm quá. Thế nên là cái rủi ro đối với cái người mà dân nói chung, trong đó có những cái phụ nữ mang thai là cái rủi ro rất cao. Thế nên người ta mong muốn rằng tiêm cho những cái đối tượng này. Phụ nữ có thai thì nếu như thường xuyên đi vào ổ dịch, thường xuyên tiếp xúc với những cái nguy cơ lây nhiễm thì chúng ta có thể tiêm. Khi nào chúng ta có đủ nghiên cứu về các dữ liệu chẳng hạn, khi nào thấy cần thiết phải tiêm chẳng hạn, thì chúng ta lại có thể là tiêm cho các cái đối tượng này một cách là phổ biến.